Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại ở phía bên trong thì cô chú anh chị thấy có một cô đang mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan rất là nhiều nè cả nhà. Em thấy là mít sấy nè, hình như cái đó là cơm cháy hay sao á. Cô chú anh chị đang cô đang chuẩn bị mua rất là nhiều loại luôn để ở trên bàn này cả nhà. Trên tay cô là cầm điện thoại, nãy giờ con Tài thấy là cô điện thoại cho người nhà người thân là hỏi mua cái gì hay sao, em thấy là gọi Zalo luôn đó, vừa mua vừa gọi nó thấy chưa, là gọi cho người nhà coi thích ăn cái gì cô chú anh chị và bạn. Kế bên là anh Khoa đang chuẩn bị giúp cô chuẩn bị những gói hàng ha cả nhà ha. Thì shop của chị Hồng Loan là mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 9 giờ tối nha quý cô chú anh chị và các bạn. Số điện thoại chốt đơn hàng là 0819581987 ha cả nhà. Giờ này thì cũng hơi tối, thì em quay đứng hơi xa thì nó không có rõ nét lắm cho lắm, thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Phía ở bên đây cô chú anh chị thấy dạng nó chị Hồng Loan đang mới vừa qua lao bàn thờ cũng như là thắp hương cho bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không quý cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan đang đi tới cả nhà, tới để đóng bill. Đông trùng nó
nấm đông trùng nhé. Đông trùng à. Cái này cách trùng sao anh Khoa? Thì mình bỏ vô nấu chung với yến. Mình chưng chung với yến luôn đúng không? Wow. Cái này mình mua như thế nào để được khuyến mãi lại anh Khoa? Cái này là yến đó. Mình mua tổ yến tặng đó. Mình mua hộp yến là được tặng này đúng không? Tổ yến ở đâu không phải tổ yến. Tổ yến là cái chân. À, mua một tổ yến về để trưng lên cái sản phẩm đó. À, vậy là hồi nãy là cô mua đó là tổ yến nha mọi người. Có nghĩa là cô sẽ mua hai hộp là tổ yến. À, anh Khoa cầm cái tổ yến đó là cho... nguyên cái tổ hay là cái đây để anh Khoa cầm để giới thiệu. À, đây nguyên cái tổ. Đây là mình nguyên một cái tổ yến luôn nha. Là mình mua một hộp này là sẽ tặng cái một hộp này là giá bao nhiêu hả? 5 triệu. Có hai loại là 5 triệu. Hộp này là tổ yến loại 5 triệu. Chị nhớ là có loại 4 triệu mấy đúng không? Đúng rồi. Vậy là cô mua hai hộp mình sẽ được tặng hai hộp đông trùng hạ thảo. Cái loại kia là 4 triệu 455 ngàn. Kinh tế hành. Quá tuyệt vời. Táo với một cái đường phèn. Cái thời gian khuyến mãi là tới khi nào hết hả Khoa? Dạ. Thời gian khuyến mãi là tới khi nào hết? À, mình cứ mua này là khuyến mãi một cái hộp. Cứ mua là khuyến mãi. Dạ. Tại vì cái chương trình khuyến mãi kia thì trong vòng 1 tháng mua 4 tháng mua. Đúng rồi. Sắp tới mình sẽ có chương trình mới. Đó mọi người thấy không, cô mới vừa mua hai hộp yến là hai hộp thôi, trị giá là 10 triệu rồi đó mọi người. À, riêng đồ ăn vặt là thêm 10 triệu nữa là 20 triệu nha mọi người. Yến không, cô mua nhiều hơn nữa. Nhiều cô nãy hình như là có người nhà của cô mua gọi đó đưa điện thoại cho chị Loan nói chuyện nữa. Là mua thêm nữa. Có 11 triệu á ta. À 11 triệu mua thêm nữa con. Dạ cô gần đâu không cô? Có đường mẫu không? Không quay cô, quay cô đâu có chị hỏi cô sẽ ảnh hưởng việc làm. Dạ rồi, con biết rồi. Bé này với này là lâu lắm rồi biết rồi. Cái hảo này tâm sức của nó cũng trăm cô. Bé này nhiều có coi mà cô. Cái là cái chỗ cũng túc qua lại nhiều. Con là tâm sự phố này cô. Tâm sự phố này. Con tâm số nè. Cô ơi, con tên tâm sự phố cô ơi. Con là tấm sự phố. Lần đầu tiên là cô đến nhà Hồng Loan mua hả cô? Trời ơi, cô là xưa rồi, khán giả là kỳ cục á. Mấy cục đồng đi cầm đồ để mua rất là nhiều lần rồi hả cô? Ông có mua tới chơi, đúng lúc mua cô. Chín mấy bây giờ đó, mấy chục năm rồi. 90 rồi. Mấy bữa tôi mua con gà, con đồ tên gì ăn gì cũng còn đó chắc. Gọi là khách quen mối ruột được. Mối mối, cái này khán giả ruột cô còn âm, không có mối. Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm. Tầng với tầng đó. Quý rồi, đi quay phim hay đâu đi hát tỉnh là đi theo bao xe đi luôn á, nguyên quanh tưởng tích ở đâu cũng biết bao xe đi chung Đà Lạt rồi thẹn kiểu quay đọc quyền Vũng Tạo quay từ tao nguyên chiếc xe ra chỗ tối tối đó mà quay đêm nữa trời ơi đúng rồi có mày luôn hả Long Hải Vũng Tạo luôn cây vừa cỡ này tổng đưa lên có cái kinh gì mà hay đem cái dao mà bắt cái mặt Dì Loan cười tươi quá mọi người ơi, Dì Loan rất là vui trong tối ngày hôm nay. À, một lát nữa cả nhà nhớ đăng ký kênh của em. Xưa quay cực khổ quay cái lương nhà so với lương tâm đổ quá. Dạ. Em vậy nào mà không thấy bất kỳ. Hai bánh gà. Không thấy đó. Gà lá chanh. Nhiều lắm, cô còn đắp thêm nữa mà cô đắp thêm ngày mai cô tới lấy nữa. Tại vì cô đi xe máy cô chạy cũng hết. Shipper tận nhà luôn cô. Có mới vừa bán ra được. Nhà cô đâu rồi, shipper tận nhà. Bây giờ nó bán rồi, đổ một rồi, đổ. Chúng chảy cái này cái gì? Con Dương Hương làm nó mới còn cái này còn biết. Dương Hương chị biết nè, Dương Hào nè, bà Dương Cả Đông á. Xương gì? Cũng chảy trong biển. Cái trong biển của chị là ba lần. Vừa qua cái lọc cây gì sao thanh lùng quay được hàng vặt món nào cũng ngon cả nhà nhất chút mẹ hồi xưa thêm nhất cùng với mẹ bây giờ
là bộ hộp tụi nó chưa. Ê, cái thằng này đọc văn thơ này, văn thơ này chạy chết mẹ luôn. Chị bán từ 8 giờ sáng cho đến 21 giờ tối, cả nhà nhớ ghé vào cái thời gian này để mua ủng hộ cho chị Lan. Yeah.